bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 990, Trần Lâm chết, Dương Phong nổi giận. Giết! Trần Lâm gầm lên giận dữ, linh hồn lực hóa thành một thanh trường kiếm vô kiên bất tồi, chém về phía ứng thiên tuyết, khi mũi tên và trường kiếm va chạm, mũi tên được tạo thành từ linh hồn lực của ứng thiên tuyết bị trường kiếm đánh tan, tiếp tục chém về phía cơ thể nàng ta, phục. Ứng thiên tuyết phun ra một nguồn máu, hai mắt kinh hãi nhìn thanh linh hồn chi kiếm đang chém xuống, Tống Bình đứng bên cạnh đã chết lặng, đứng ngay người tại chỗ, khi linh hồn chi kiếm của Trần Lâm đến vị trí cách đỉnh đầu ứng thiên tuyết khoảng ba tấc, đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi tiêu tán, Trần Lâm lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể giết chết một đối thủ võ thần, linh hồn lực của hắn không đủ để duy trì lâu như vậy, cho nên, kết quả cuối cùng là linh hồn lực của. Hắn tiêu tán, dương trưởng quỷ, xin lỗi, trong khoảnh khắc ý thức biến mất, Trần Lâm khẽ lẩm bẩm một câu, hô. Ứng thiên tuyết thở hỗn hển nàng ta đã bị dọa sợ, vừa rồi nàng ta suýt chút nữa đã bị đối phương phản sát, lão già này thật đáng sợ, một tên võ đế nho nhỏ, vậy mà khiến ta phải dốc toàn lực cũng không thể chống đỡ, người chết cũng không oan, nhìn thi thể Trần Lâm đang từ từ rơi xuống, ứng thiên tuyết có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó, trên mặt nàng ta lại hiện lên vẻ hả hê, khí thế toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo nhưng mà ngươi đừng mong ta đã nói tha cho các ngươi nhưng nếu sư huynh ta muốn giết bọn họ ta cũng không thể ngăn cản những người của chú linh tông ở phía dưới chưa ngất đi nhìn thấy trần lâm rơi xuống từ không trung tất cả đều lệ rơi đầy mặt những chuyện vừa xảy ra bọn họ đều nhìn thấy nghe thấy bây giờ nhìn thấy trần lâm rơi từ trên cao xuống làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì lão tổ tông sao người không đi chỉ cần người còn sống, chú linh tông sẽ còn, chúng ta chết thì chết, người không thể chết được. Diệp Hoa Đình đau đớn nhắm mắt lại, khốn kiếp. Khốn kiếp, Lăng Quân Thiên nằm trên mặt đất, siết chặt hai nắm đấm, hung hăng đấm xuống đất, hắn hận, hận bản thân mình tại sao lại yếu đuối như vậy, thực lực tại sao lại thấp kém như vậy, không thể bảo vệ những người mà hắn quan tâm và những người quan tâm hắn, ta cần sức mạnh, ta cần sức mạnh, hai mắt Lăng Quân Thiên đỏ ngầu dùng hết sức lực toàn thân cố gắng bò dậy từ mặt đất để đỡ lấy thi thể của trần lâm đang rơi xuống từ trên trời a à, trong tiếng gào thét khí thế của lăng quân thiên tăng vọt lúc này tiềm năng của hắn được khai phá cảnh giới tăng vọt theo cảnh giới của hắn tăng vọt hắn chậm rãi đứng dậy võ hoàng ngũ dai võ hoàng lục dai võ hoàng thất dai võ hoàng cửu dai khí thế của lăng quân thiên vẫn đang tăng lên cảnh giới vẫn đang đột phá quân thiên Diệp Hoa Đình và các trưởng lão nhìn thấy Lăng Quân Thiên hai mắt đỏ ngầu, khí thế tăng vọt không ngừng đều kinh hãi, Võ Đế, Lăng Quân Thiên đột phá đến cảnh giới Võ Đế, nhưng mà, đây vẫn chưa phải là điểm cuối, Võ Đế nhất giai, Võ Đế nhị giai, Võ Đế tam giai, Võ Đế tứ giai, khi thực lực của Lăng Quân Thiên đạt tới Võ Đế tứ giai, rốt cuộc cũng dừng lại, hơi thở của Lăng Quân Thiên cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng sự tàn bạo và sát khí trên người hắn giống như núi lửa phun trào, bộc phát ra ngoài, giết. Giết chết hai người đó. Trong đầu Lăng Quân Thiên chỉ còn lại ý nghĩ này, ngay lúc này, giọng nói gấp gáp của Diệp Hoa Đình vang lên bên tai hắn, "Quân Thiên, mau, mau đỡ lấy lão tổ tông." Nghe được giọng nói gấp gáp của Diệp Hoa Đình, Lăng Quân Thiên bỗng nhiên tỉnh táo lại từ cơn thịnh nộ, nhìn thấy thi thể của Trần Lâm sắp rơi xuống đất, hắn liền lắc mình một cái, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, đỡ lấy thi thể của Trần Lâm. Mà Tống Bình và Ứng Thiên Tuyết ở trên không trung, sau khi nhìn thấy tình huống này của Lăng Quân Thiên, trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được ngay sau đó sát ý càng dâng lên trong lòng bọn họ vừa rồi trần lâm một phát suýt chút nữa đã khiến bọn họ lật thuyền trong mương bây giờ lại thấy một người có thể tăng vọt tu vi làm sao có thể yên tâm bây giờ bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện thánh nguyên chuyển sinh đậu nữa cứ giết hết đám người này rồi tính quá đáng sợ cứ động một chút là tăng vọt tu vi ai biết lát nữa có phải lại có người trở thành trần lâm thứ hai hay không ngay khi tống bình và ứng thiên tuyết sắp ra tay trận pháp mà trần lâm đã bố trí bắt đầu khởi động trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt hai người thay đổi hai người bị mắc kẹt trong trận pháp mê trận trong thế giới tu luyện ở thánh nguyên hoang giới không có thứ gọi là trận pháp cho nên lúc này hai người đang trừng mắt nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện biến hóa như vậy hồ thiên ba cửa hàng duyên đến duyên đi ngay khoảnh khắc linh hồn của trần lâm biến mất cảnh báo nhân viên trần lâm đã chết cảnh báo nhân viên trần lâm đã chết cảnh báo nhân viên Trần Lâm đã chết, hệ thống liên tục phát ra ba tiếng cảnh báo trong đầu Dương Phong, lúc này, Dương Phong cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn mở mắt ra, dụi dụi mắt, lẩm bẩm có chút mơ màng. Chuyện gì vậy? Hệ thống phát hành nhiệm vụ chi nhánh, nhân viên Trần Lâm bị giết, tô nghiêm của cửa hàng bị khiêu khích, tiêu diệt thế lực của hung thủ, phần thưởng, một tấm. Bi công đức, lúc này hệ thống phát hành nhiệm vụ chi nhánh, Dương Phong nghe được nội dung của nhiệm vụ chi nhánh này, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hắn mở to hai mắt, nhảy dựng lên khỏi giường, lạnh lùng nói, mẹ kiếp, là ai, dám giết Trần Lâm, bổn trưởng quỷ muốn diệt cả trăm họ, cả ngàn họ nhà ngươi, giọng nói phẫn nộ của Dương Phong vang vọng khắp cửa hàng, cá chết trong bể cá trên quầy hàng ở tầng một nghe thấy tiếng quát của Dương Phong, liền bơi nhanh một cách bất an. Cái gì, Trần Lão bị? Người ta giết rồi. Mẹ kiếp, lão tử sẽ giết sạch cả nhà ngươi, hổ thiên thiên nghe thấy tiếng quát của Dương Phong, lập tức nhảy xuống giường, cái gì? Mẹ kiếp, dám giết người của cửa hàng ta lão tử sẽ diệt mười họ nhà ngươi hổ hoang hoang hai mắt đỏ ngầu giọng nói tràn đầy vẻ tàn bạo nợ máu phải trả bằng máu dám giết một người của ta ta nhất định sẽ giết ngàn vạn người nhà ngươi triệu kính chi lạnh lùng nói trên người hắn không hề có sát khí nhưng giọng nói lại giống như đến từ địa ngục lạnh lẽo vô cùng tất cả mau chuẩn bị cho ta ta muốn xem thử rốt cuộc là ai dám giết nhân viên của dương phong ta ta muốn đại khai sát giới dương phong nổi giận thật rồi từ khi hắn đến thế giới này, cơ bản tất cả mọi người đều cung kính với hắn, người bên cạnh hắn cũng rất ít khi bị tổn thương, nhưng gần đây, Trần Lâm đã gặp nguy hiểm đến tính mạng hai lần, lần này lại chết. Nhân viên của hắn vậy mà lại chết, làm sao hắn có thể chấp nhận được, chính như câu nói, một người bình thường nổi giận cũng có thể khiến máu bắn ra xa năm bước, bây giờ nhân viên của dương trưởng quỷ hắn chết rồi, làm sao hắn có thể không nổi giận, sử dụng thẻ vô địch vương, đây là lần sử dụng cuối cùng của thẻ vô địch vương nhưng dương phong không hề tiếc nuối hắn dùng khả năng vô địch của thẻ vô địch vương lần cuối cùng này để giáp một trận long trời lở đất cho dù khiến cả cấm đoạn đại lục máu chảy thành sông sinh linh lầm than cũng không sao cùng lắm thì khiến cả cấm đoạn đại lục biến mất khỏi biển cấm kỵ mênh mông dương phong mặt mày âm trầm đi ra khỏi phòng nhìn thấy mọi người đều đang phẫn nộ hắn gật đầu không nói gì vung tay lên bao phủ lấy mọi người rồi biến mất khỏi cửa hàng muốn dùng loại thủ đoạn nhỏ này để vây khốn chúng ta thật là nực cười. Cùng với một tiếng hừ lạnh, Tống Bình và Ứng Thiên Tuyết thoát ra khỏi trận pháp mê trận. Vì thời gian bố trí gấp gáp và nguyên liệu để bố trí trận pháp có hạn, nên hiệu quả của trận pháp mê trận không cao. bị hai người nhìn ra sơ hở, dùng bạo lực phá vỡ. Xem ra người ở đây thật sự không tầm thường. vậy mà lại có loại ảo thuật cao siêu như vậy, xem ra vẫn không thể xem thường lũ kiến hôi này. Tống Bình vẫn còn sợ hãi. hắn đã hai lần trúng phải loại ảo thuật này. Khiến hắn vô cùng chật vật, sắc mặt Ứng Thiên Tuyết cũng không được tốt, nàng ta không ngờ rằng trước khi chết, lão già kia còn bày ra trò này, may mà bọn họ không biết trận pháp là gì, nếu không, bọn họ sẽ càng thêm sợ hãi, con kiến hèn mọn, tất cả đều chết cho ta, Ứng Thiên Tuyết tràn đầy sát khí, quát lớn một tiếng, trên người bắt đầu bộc phát uy áp võ thần của mình, nàng muốn giết sạch tất cả mọi người bên dưới, để trút mối hận trong lòng, ngay lúc này, Ứng Thiên Tuyết đột nhiên cảm thấy toàn thân mình bị siết chặt, uy áp biến mất Linh lực toàn thân như bị phong ấn, không thể điều động một chút nào, hừ, tất cả xuống dưới cho bổn trưởng quỷ." Tống Bình và Ứng Thiên Tuyết nghe được âm thanh này, cả người như bị sét đánh, ngay sau đó thân thể của bọn hắn, giống như câu nói này, cấp tốc rơi xuống phía dưới, vào khoảnh khắc bọn hắn sắp rơi xuống đất thì dừng lại, Dương trưởng quỷ chính là bọn hắn, chính là bọn hắn hại chết lão tổ tông, đúng vậy, còn có rất nhiều. Đệ tử chú Linh tông chúng ta, bọn hắn ở trên không trung phát động uy áp với chúng ta, cầu xin dương trưởng quỹ báo thù cho lão tổ tông ngàn đao vạn quả hai tên sát nhân này diệp hoa đình cùng mấy vị trưởng lão chú linh tông bên cạnh dương phong chỉ vào tống bình và ứng thiên tuyết nói ánh mắt của mấy người hận không thể ăn tươi nuốt sống hai người ngay cả xương cốt cũng gặm nát dương phong vào lúc ứng thiên tuyết muốn ra tay tiêu diệt chú linh tông từ trên xuống dưới rốt cuộc đã đến chú linh tông hắn đầu tiên nhìn thấy lăng quân thiên đang ôm thi thể trần lâm sau khi thấy thân thể trần lâm hoàn hảo không chút tổn thương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy hai người tống bình và ứng thiên tuyết lửa giận lại bùng lên khi hắn cảm nhận được ứng thiên tuyết muốn ra tay liền phong ấn linh khí trong cơ thể hai người kéo hai người từ trên không trung xuống yên tâm bổn trưởng quỷ sẽ khiến cho bọn hắn sống không bằng chết dương phong quay đầu nhìn tống bình và ứng thiên tuyết thông tin của hai người xuất hiện trước mắt hắn nhân vật tống bình chủng tộc nhân tộc cảnh giới võ thần lục giai thế lực thánh nguyên hoang giới quan hệ kẻ địch không ngờ lại không phải người của Phàm Huyền Hoang Giới, Dương Phong nhìn thông tin cá nhân của Tống Bình, Dương Phong ngẩn người, lại nhìn thông tin cá nhân của Ứng Thiên Tuyết, ngoại trừ tu vi khác nhau thì những thứ khác đều giống nhau, đều đến từ Thánh Nguyên Hoang Giới. Tống Bình và Ứng Thiên Tuyết lúc này bị dọa sợ đến ngây người, bọn hắn không ngờ tới, nơi này vậy mà lại có người có thể tùy ý phong ấn tu vi của bọn hắn, người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Ngươi, ngươi là ai? Thức, thức thời thì thả, thả chúng ta ra. Chúng ta tới từ Thánh Nguyên Hoang Giới, Tống Bình lúc này vô cùng hoảng sợ, người trước mắt này vậy mà có thể phong ấn tu vi linh lực trong cơ thể bọn hắn, còn có thể khống chế thân thể của bọn hắn, cho dù là cảnh giới siêu thần cũng không thể tùy ý phong ấn tu vi của bọn hắn. Chẳng lẽ người trước mắt này là siêu việt cảnh giới siêu thần? Hay là người của Thánh Giới, bất kể là tình huống nào, hai người bọn hắn lúc này cũng không chiếm được lợi ích gì. Mẹ Kiếp, mình phách lối như vậy làm gì? lúc đến đây đi xuống nói chuyện tử tế với người ta không phải tốt hơn sao, tại sao nhìn thấy người ta yếu như vậy, liền muốn dùng vũ lực chinh phục, bây giờ thì hay rồi, người mạnh hơn mình tới rồi, mình sắp gặp xui xẻo rồi, mẹ kiếp, ngươi còn dám uy hiếp. Hổ thiên thiên hai mắt đỏ ngầu nhảy dựng lên, hắn vốn đang nhìn thi thể Trần Lâm, còn đang đau lòng, nghe thấy lời uy hiếp của Tống Bình, là người đầu tiên không nhịn được nữa, xông về phía Tống Bình, lộ ra móng vuốt thi minh hổ vương, hung hăng tác vào mặt Tống Bình, Tống Bình nhìn hổ thiên thiên xông về phía mình, ban đầu giật mình, nhưng nhìn thấy ma thú này chỉ có cảnh giới vũ hoàng, căn bản không để vào mắt, cơ thể này của mình, tuy rằng bị phong ấn tu vi, nhưng cho dù đứng ở chỗ này mặc cho. Hắn đánh, đánh chết hắn, mình cũng không có việc gì, nhưng mà, hắn đã tính sai, bốt. Khi móng vuốt thiên minh hổ vương của hổ thiên thiên cào lên khuôn mặt đẹp trai của hắn, đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn, sau đó hắn nhìn thấy vết máu trên móng vuốt kia, hắn choáng váng, một con ma thú cấp bậc vũ hoàng, vậy mà lại làm hắn bị thương, sao có thể như vậy được, nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, hổ hoang hoang sau hổ thiên thiên, duỗi ra móng vuốt thiên minh hổ vương, hướng về phía mặt bên kia của Tống Bình tác tới, bốt. Thiên minh hổ vương trảo và mặt bên kia của Tống Bình, đã có một màn tiếp xúc thân mật, trên móng vuốt mang theo một vết máu, nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, nhất hào, hồng vân, triệu kính chi, lý tú ngưng lần lượt gia nhập trận vây đánh, phi thiên kiếm vũ, triệu kính chi và lý tú ngưng, thi triển tuyệt chiêu của mình lên người Tống Bình, cho dù là cường giả võ thần, tố chức thân thể vượt xa ma thú vũ đế thiên cảnh, nhưng không có linh lực phụ trợ, dưới sự công kích của nhiều cường giả như vậy. Cũng phải chịu thua, lúc này Tống Bình bị bọn nhất hào vây đánh đến chỉ còn lại một hơi thở, nằm trên mặt đất, máu trên người không ngừng chảy ra ngoài, chảy ra ngoài còn có nước mắt của hắn, không phải nước mắt đau đớn, mà là nước mắt sỉ nhục. Người nói nếu như bị người cùng cảnh giới, thậm chí là đối thủ cấp bậc võ thánh đánh thành bộ dạng này cũng coi như xong, nhưng mà, đối diện hắn là ai? Là ma thú gì? Không có một ai là cấp bậc võ tôn, trong mắt hắn chính là tồn tại giống như con kiến, nhưng bây giờ mình bị những con kiến này, đánh thành bộ dạng như thế này, sao có thể không nhục nhã, bọn nhất hào vẫn có chừng mực, không có đánh chết Tống Bình, để lại cho hắn một hơi thở, để Dương Phong xử lý, đánh xong Tống Bình, lại đưa mắt nhìn sang ứng thiên tuyết đang rung lẩy bẩy ở một bên, hổ thiên thiên bởi vì ứng thiên tuyết là một đại mỹ nhân, còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn bọn hắn, sẽ sinh ra lòng thương hại tha cho nàng sao đương nhiên là không bọn hắn mặc kệ ngươi là nam nhân nữ nhân lão nhân hay hài tử trong mắt bọn hắn chỉ phân biệt người mình và kẻ địch hiện tại ứng thiên tuyết trong mắt bọn hắn chính là kẻ địch chỉ cần là kẻ địch nhất hào bọn hắn sẽ không khách khí với ngươi đánh nàng hổ thiên thiên hô to một tiếng xông về phía ứng thiên tuyết mấy phút sau ứng thiên tuyết cũng chỉ còn lại một hơi thở ngã vào vũng máu còn khuôn mặt xinh đẹp và thân hình cao ráo của nàng đã hoàn toàn biến dạng, chủ nhân phải trừng phạt bọn hắn như thế nào? Hồng Vân biết giết chết bọn hắn thật sự là quá tiện nghi cho bọn hắn, chủ nhân của mình tuyệt đối sẽ có an bài sau. Trước tiên cứ mặc kệ bọn hắn. Hồi sinh Trần Lâm trước đã. Dương Phong nhìn Tống Bình và Ứng Thiên Tuyết đang nằm trong vũng máu, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không chết được ngay. A, à, hồi sinh. Mọi người nghe Dương Phong nói xong đều ngây người, còn có thể hồi sinh sao? Chủ nhân, ngài nói hồi hồi sinh Trần Lão hồng vân nuốt nước bọt nhìn dương phong run rẩy hỏi bọn họ thông qua một ti ký ức của thần thú biết được muốn hồi sinh một người cho dù là tiên nhân bình thường cũng không làm được nhưng mà vừa rồi chủ nhân nói hồi sinh trần lâm trước không sai năng lực của bổn trưởng quỷ hiện tại có thể hồi sinh một người nhưng mà phải có rất nhiều điều kiện hơn nữa trong vòng 100 ngày chỉ có thể hồi sinh một người dương phong gật đầu nói xong dương phong lấy ra hồi hồn linh đi tới bên cạnh thi thể trần lâm len ken dương phong lắc hồi hồn linh trên thi thể trần lâm chỉ cần hồi hồn linh lắc một cái mười hơi thở sau hồn phách đã biến mất của trần lâm sẽ lại ngưng tụ nếu có thân thể hồn phách sẽ trở về thân thể nếu như thân thể bị mục nát hoặc biến mất như vậy sẽ tồn tại dưới hình thức hồn thể dương phong vì muốn ra oai trong lúc trần lâm ngưng tụ hồn phách đã biến mất hắn hướng lên trời hô to lấy danh nghĩa dương phong ta hồi sinh trần lâm ngay khi dương phong nói xong dùng sức lắc hồi hồn linh ngay lúc này từ bốn phương tám hướng xuất hiện những điểm sáng màu trắng chậm rãi hội tụ trên thi thể Trần Lâm. Những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành hình người. Theo những điểm sáng càng ngày càng nhiều, hình người cũng dần dần rõ ràng. Lão Tổ Tông là lão Tổ Tông, Tông Chủ là lão Tổ Tông, Dương trưởng quỷ hồ sinh lão Tổ Tông rồi. Lăng Quân Thiên ở bên cạnh nhìn thấy những điểm sáng này hội tụ thành hình dáng Trần Lâm, quay đầu hô to với Diệp Hoa Đình: căn bản không. Cần Lăng Quân Thiên nhắc nhở. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người há hốc mồm, không thể tin được nhìn cảnh tượng kỳ dị này, đặc biệt là hai người Tống Bình và Ứng Thiên Tuyết nằm trong vũng máu, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là không thể nào xảy ra, cho dù là thần linh của thánh giới cũng không thể khiến người chết sống lại, cho dù là thiên đạo cũng không được, bởi vậy chuyện trước mắt, đối với bọn hắn tạo thành chấn động lớn đến mức nào, có thể tưởng tượng được. 10. Hơi thở trôi qua, linh hồn Trần Lâm ngưng tụ hoàn thành, chưởng quỷ, sao các ngươi lại tới đây? trần lâm sau khi linh hồn ngưng tụ hoàn thành vừa nhìn thấy dương phong bọn hắn liền buộc miệng nói không đúng chẳng phải linh hồn ta đã tiêu vong rồi sao sao còn có thể nhìn thấy các ngươi trần lâm nói xong mới cảm thấy không đúng mình sử dụng bạo hồn thuật linh hồn lực đã hao hết mà biến mất sao có thể còn nhìn thấy mọi người chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ảo cảnh ngay lúc trần lâm đang nghi ngờ dương phong lại hô to hồn về thân thể sau khi dương phong nói câu này trần lâm cảm thấy hồn thể của mình không bị khống chế mà chìm xuống phía dưới khi hắn nhìn rõ tình huống bên dưới, rốt cuộc đã biết nguyên nhân, mình sống lại rồi. Mình được trưởng quỷ hồi sinh. Trần Lâm có chút khó tin, sau khi hắn tiến vào thân thể, một lần nữa có được cảm giác của thân thể, hắn rốt cuộc xác định, tất cả những thứ này không phải ảo cảnh, mà là thật. Trần Lâm mở mắt ra, lập tức đứng dậy, nhìn hai tay của mình, lại nhìn những người quen thuộc của mình. Trần Lâm bái kiến trưởng quỷ, Trần Lâm không nói gì cảm tạ ơn cứu mạng của Dương Phong, cũng không nói gì giống như cha mẹ tái sinh, bởi vì hắn biết Dương Phong không cần nghe những lời này, từ khi trưởng quỷ cho hắn thân thể. Này, đã giống như cha mẹ tái sinh của hắn rồi, cho nên, những lời này không cần nói nhiều, tốt, ngươi cảm nhận một chút, có gì khác biệt so với trước kia không, chuyện này Dương Phong cũng là lần đầu tiên làm, không biết sau khi hồi sinh có gì khác biệt hay không, vâng, trưởng quỷ, Trần Lâm gật đầu đáp ứng, hắn cẩn thận cảm nhận từng bộ phận trên thân thể và linh hồn, không phát hiện ra điều gì khác thường, trưởng quỷ, mọi thứ đều như lúc ban đầu, dương phong nghe xong lúc này mới yên tâm không có gì thay đổi là tốt rồi chỉ sợ sau khi hồi sinh lại thiếu thứ gì đó nếu thật sự có chỗ nào không thoải mái mình sẽ đi tìm hệ thống lý luận đòi một chút bồi thường hoặc phí tổn thất tinh thần gì đó chuyện của trần lâm đã kết thúc dương phong nhìn về phía hai người đang nằm trong vũng máu đưa tay ra hiệu nói kéo hai người đó lại đây cho ta rất nhanh tống bình và ứng thiên tuyết còn đang chìm trong kinh ngạc đã bị người của chú linh tông kéo tới như kéo xác chết sao có thể như vậy chết rồi sao có thể sống lại được tống bình nhìn trần lâm ở bên cạnh hoàn hảo không chút tổn thương vẫn không thể tin được chẳng lẽ mình vẫn đang ở trong ảo cảnh nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra tất cả những thứ này đều là thật không phải ảo cảnh dương phong giơ chân phải lên đạp lên mặt tống bình ấn cả khuôn mặt của tống bình xuống mặt đất được lát bằng đá lúc này khuôn mặt vốn đã biến dạng của hắn bây giờ giống như bùn nhão chật thật kinh tởm dương phong nhấc chân lên nhìn thấy khuôn mặt như buồn nhão của tống bình cảm thấy vô cùng kinh tởm khiến cho dương đại trưởng quỷ vốn đang cực kỳ tức giận cảm thấy buồn nôn vậy thì tống bình cũng sống đến lúc chết rồi tách dương phong búng tay một cái thân thể tống bình chậm rãi hóa thành tro bụi nhưng linh hồn của hắn lại bình an vô sự dương phong chỉ hủy diệt thân thể của hắn giữ lại linh hồn của hắn nếu không linh hồn của hắn cũng sẽ giống như thân thể hồn phi phách tán hồng vân linh hồn của tên này giao cho ngươi chiêu đãi hắn thật tốt cho ta Dương Phong điểm vào linh hồn Tống Bình một cái, trực tiếp phong ấn linh hồn của hắn lại, nói với Hồng Vân, Vân, chủ nhân, Hồng Vân cam đoan sẽ khiến cho tên khốn này sung sướng đến tận trời. Hồng Vân lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau khi có được một chút ký ức của Chu Tước và Bạch Hổ, nàng đã biết cách dùng lửa thiêu đốt linh hồn mà không để linh hồn bị tiêu diệt. Tống Bình bị Dương Phong phong ấn, chỉ có thể lộ ra ánh mắt sợ hãi, bị ngọn lửa của Hồng Vân bao trùm, sau khi xử lý xong. Tống Bình, ánh mắt dương phong nhìn về phía ứng thiên tuyết đang run lẩy bẩy không xin ngươi tha cho ta ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi ứng thiên tuyết nhỏ giọng cầu xin tha thứ bây giờ nàng ta đã biết người trước mắt này là tồn tại mà nàng ta và thế lực của nàng ta không thể trêu chọc không thể trêu chọc nổi đừng nói là thế lực của nàng ta cho dù là toàn bộ thánh nguyên hoang giới này cũng không có ai có thể trêu chọc hừ cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ có tác dụng sao dương phong cười lạnh nói giết nhân viên của cửa hàng ta, khiến bổn trưởng quỷ phải sử dụng một lần hồi hồn linh, hơn nữa cơ hội sử dụng cuối cùng của vô địch vương giả cũng đã dùng hết, trong tình huống này, bổn trưởng quỷ có thể tha cho ngươi sao? Hừ, bây giờ đừng nói là ngươi, cho dù là toàn bộ thánh nguyên hoang giới, bổn trưởng quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Ngay khi Dương Phong nảy ra ý nghĩ này, thanh âm hệ thống vang lên vào lúc này không đúng lúc. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phụ, tiến vào thánh. Nguyên hoang giới, lấy được thánh nguyên chi tâm, ban thưởng, chưa rõ, lần này Dương Phong ngẩn người, sao đột nhiên lại có nhiệm vụ, nhưng mà, nhiệm vụ thì cứ nhận, phần thưởng chưa rõ này là ý gì, nhưng Dương Phong hiện tại không rảnh hỏi hệ thống, hắn vốn đang bực mình, hiện tại lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ, hắn càng thêm tức giận, hắn nhìn ứng thiên tuyết, mất hết hứng thú hỏi chuyện, đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng, trực tiếp thu hồi hồn phách, ha ha, thì ra các ngươi đến tìm thánh nguyên. Chuyển sinh đậu, tốt lắm, rất tốt. Dương Phong đưa tay lấy ra một cái dù nhỏ từ trong thắt lưng của ứng thiên tuyết, bọn ứng thiên tuyết chính là dùng cái dù nhỏ này, từ thánh nguyên hoang giới phá vỡ không gian đến huy hoàng đại lục, cái dù nhỏ này cũng không phải dù bình thường, gọi là phá không chù y, có thể phá vỡ vết nứt không gian chưa hoàn toàn khép lại, lúc thánh nguyên chi tâm sinh ra thánh nguyên chuyển sinh đậu và thánh nguyên thiên thủy, toàn bộ cao thủ cảnh giới siêu thần của thánh. Nguyên hoang giới đều đến tranh đoạt, trong đại chiến, thế lực sau lưng hai người này may mắn đoạt được thánh nguyên thiên thủy, còn thánh nguyên chuyển sinh đậu, trong một trận đại chiến, không gian bị ép xé rách, thánh nguyên chuyển sinh đậu theo vết nứt không gian bị phá vỡ đến huy hoàng đại lục rơi vào rừng rậm ám dạ của thiên thần đại lục bị hắc đế đoạt được thế lực cuối cùng của hai người ứng thiên tuyết vì không muốn gây ra sự nghi ngờ của người khác để hai tiểu bối ứng thiên tuyết cầm phá không trùy phá vỡ vết nứt không gian chưa hoàn toàn khép lại đến huy hoàng đại lục dương phong hiện tại đã biết được tất cả những gì hắn muốn biết như vậy nữ nhân này cũng chẳng còn giá trị gì bốp lại một tiếng búng tay vang lên thân thể ứng thiên tuyết dần dần hóa thành tro bụi biến mất linh hồn nàng cũng bị giam cầm, giao cho Hồng Vân. Dương Phong tay phải tung phá không chù y, vừa hỏi hệ thống. Hệ thống, lát nữa sau khi chúng ta tiến vào thánh nguyên hoang giới, ngươi cần bao lâu? Mới có thể xong việc, ý của Dương Phong là sau khi hắn tiến vào thánh nguyên hoang giới, hệ thống cần bao lâu mới có thể quét hình toàn bộ thánh nguyên hoang giới, chỉ có hệ thống quét hình xong thánh nguyên hoang giới, hắn mới có thể tiếp tục vô địch. Nếu không, cứ chờ bị đánh, mặc dù trước kia hệ thống đã nói cần một ngày, nhưng theo tình hình hiện tại, một ngày sau hắn cũng không cần đi nữa cái này phải đến nơi mới biết trên lý thuyết nhiều nhất chỉ cần một ngày hệ thống cũng không dám chắc chắn chưa đến nơi nó cũng không biết cần bao lâu mới có thể quét xong thánh nguyên hoang giới nhưng mà trên lý thuyết nhiều nhất cũng chỉ một ngày hệ thống cái gì gọi là lý thuyết lúc này ngươi đừng có nói mấy thứ này với ta hơn nữa hai nhiệm vụ được ban bố đều yêu cầu phải tiến vào thánh nguyên hoang giới ngươi còn nói mấy thứ này với ta dương phong có chút nóng nảy trước tiên đừng nói đến việc báo thù cho trần lâm Hiện tại hai nhiệm vụ hắn đang thực hiện đều phải tiến vào Thánh Nguyên Hoang Giới mới có thể hoàn thành, đặc biệt là nhiệm vụ phụ thứ hai, lấy được cái Thánh Nguyên Chi Tâm gì đó, hơn nữa Thánh Nguyên Chi Tâm này là thứ rất lợi hại, là nơi trung tâm nhất của Thánh Nguyên Hoang Giới, nếu như hắn không có thân thể vô địch, chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này, cái này, ký chủ tiến vào Thánh Nguyên Hoang Giới, bản hệ thống mới có thể biết chính xác cần bao lâu để quét hình, hệ thống cũng bất đắc dĩ, nhiệm vụ không phải là thứ nó có thể khống chế, kích hoạt rồi mới phải ban bố. Dương Phong nghe hệ thống nói xong, nhìn phá không trùy trên tay, xem ra bây giờ cũng chỉ có thể tự mình đến thánh nguyên hoang giới xem trước. Hiện tại Dương Phong hy. Vọng hệ thống có thể cố gắng một chút, dùng thời gian nhanh nhất quét hình thánh nguyên hoang giới, nếu không thì cho dù nó quét hình xong thánh nguyên hoang giới, hắn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách thuận lợi, các ngươi ở đây đợi ta, ta đi một chút sẽ quay lại. Dương Phong nói xong liền thuấn di rời đi, Dương Phong đến vị trí Tống Bình và ứng thiên tuyết xuất hiện ở cấm kỵ Chi Dương, bởi vì nhiệm vụ liên quan, hệ thống đã đánh dấu vị trí này cho hắn. Dương Phong sau khi đến nơi này cảm ứng một chút, liền tìm thấy vết nứt không gian mà mắt thường căn bản không thể nhìn thấy rõ ràng kia, chính là ngươi. Dương Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp tung một quyền về phía vết nứt không gian kia, với thực lực hiện tại của hắn căn bản không cần dùng đến phá. Không chú ý, vết nứt không gian dưới một quyền này của Dương Phong, lập tức bắt đầu sụp đổ, xoẹt xoẹt xoẹt. Ti chớp trong không gian bắt đầu lóe lên, vết nứt không gian kia cũng dần dần sụp đổ thành một thông đạo đủ cho một người đi qua dương phong không nói hai lời bước về phía thông đạo không gian kia ký chủ ngươi dừng lại một chút ta có một đề nghị không biết ngươi có muốn nghe hay không lúc này thanh âm của hệ thống vang lên dương phong đứng trước không gian bước qua đó chính là tiến vào thánh nguyên hoang giới ồ hệ thống ngươi có đề nghị gì dương phong biết hệ thống lúc này lên tiếng tuyệt đối là chuyện có lợi cho hắn nếu không nó sẽ không làm chậm trễ hành trình của hắn cái hệ thống chết tiệt này không phải là muốn hắn đi làm nhiệm vụ, thì chính là đang trên đường đi làm nhiệm vụ, sẽ không để hắn dừng lại một cách vô cớ. Ký chủ, nếu như lúc này ngươi sử dụng hiệu quả của bùa may mắn một lần, có thể sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Lời của hệ thống khiến Dương Phong nhớ tới mình còn một tấm vận khí phù, tấm vận khí phù này hắn mới sử dụng một lần, hiện tại hệ thống nhắc nhở hắn sử dụng vận khí phù, vậy hiệu quả của vận khí này chắc chắn sẽ có tác dụng mấu chốt đối với chuyến đi Thánh Nguyên Hoang Giới lần này của hắn dương phong không do dự tiến vào không gian hệ thống trực tiếp sử dụng vận khí phù sau khi sử dụng xong dương phong không trì hoãn cũng không suy nghĩ xem sau khi mình sử dụng vận khí phù sẽ có hiệu quả gì trực tiếp tiến vào thánh nguyên hoang giới khi dương phong bước qua không gian tiến vào thánh nguyên hoang giới hắn đến một thế giới chỉ toàn một màu đỏ dương phong không xem xét xung quanh là cảnh tượng gì mà trực tiếp hỏi hệ thống hệ thống cần bao lâu dương phong quan tâm nhất chính là điều này hiện tại thời gian là thứ hắn cần nhất dù sao thân thể vô địch của hắn chỉ có thể duy trì một ngày, số lần sử dụng vô địch vương tạp đã hết, thời gian vô địch của vô địch vương tạp vừa hết, hắn sẽ trở về cảnh giới võ đế. Một võ đế nho nhỏ ở nơi này chẳng khác gì con kiến hôi, ha ha, chúc mừng. Ký chủ, bởi vì ngươi đã sử dụng vận khí phù, thời gian quét hình của bản hệ thống đột nhiên tăng lên rất nhiều, chỉ cần 3 giờ, chỉ cần 3 giờ, bản hệ thống có thể quét hình toàn bộ Thánh Nguyên Hoang Giới, thanh âm hưng phấn của hệ thống vang lên trong đầu Dương Phong. Dương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy thời gian còn lại đủ để hắn đi hoàn thành hai nhiệm vụ này, lúc này Dương Phong mới bình tĩnh lại, xem xét tình hình xung quanh. Nơi Dương Phong nhìn tới là một vùng hư không, phía trên hư. Không dường như bị thứ gì đó bao phủ, không nhìn rõ, mà phía dưới hư không lại là đại dương không ngừng dâng lên những con sóng lớn màu đỏ, lúc đầu Dương Phong tưởng rằng những con sóng lớn màu đỏ này là máu tươi, nhưng hắn không ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ngược lại còn có một mùi thơm thoang thoảng mùi thơm đó rất đặc biệt dương phong chưa từng ngửi thấy điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng tò mò bởi vì trong ký ức của ứng thiên tuyết hắn biết nơi này là nơi thánh nguyên chuyển sinh đậu và thánh nguyên thiên thủy được sinh ra cũng là nơi mà các thế lực của thánh nguyên hoang giới tranh đoạt chúng về những chuyện khác thì nàng ta không rõ ràng lắm nhưng dương phong dựa vào điểm này để phán đoán thánh nguyên chi tâm hẳn là ở trong không gian này chỉ là ở đâu thì hắn vẫn chưa biết chỉ có chờ hệ thống quét hình toàn bộ thánh nguyên hoang giới mới có thể biết được có lẽ là do Dương Phong đã sử dụng vận khí phù, vốn dĩ cách đây không lâu nơi này còn có rất nhiều cường giả cảnh. Giới siêu thần của các thế lực lớn đang giao chiến, thế nhưng, không biết vì sao, lúc Dương trưởng quỷ muốn tiến vào, bọn họ dường như nhận được mệnh lệnh gì đó, tất cả đều rời đi. Lúc bọn họ rời đi, Dương Phong đã xuất hiện ở đây, Hoàng Mỹ tránh được bọn họ, không biết đây là do Dương Phong may mắn, hay là do hắn đã sử dụng vận khí phù, mà Hoàng Mỹ tránh được các cường giả siêu thần của Thánh Nguyên Hoang Giới, Tóm lại, Dương Phong bây giờ rất an nhàn, nhưng hắn không dám chạy lung tung, trước khi hệ thống quét hình xong, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi ở đây. 3 giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh. Ha ha, chúc mừng ký chủ, bản hệ thống đã quét hình xong toàn bộ Thánh Nguyên. Hoang giới, bây giờ ngươi ở Thánh Nguyên Hoang giới này có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Thanh âm đắc ý của hệ thống vang lên, Dương Phong nghe thấy thanh âm đắc ý này của hệ thống, khóe miệng nhếch lên, thầm hô to trong lòng, ha ha, người của Thánh Nguyên Hoang giới các ngươi sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta, nhưng trước khi hắn trút giận, phải quay về một chuyến, mang theo đám tiểu bạch đến đây, để bọn chúng mở mang tầm mắt, xem thế giới bên ngoài là như thế nào. Dương Phong rời. Khỏi không gian màu đỏ này, xuyên qua không gian, trở về bầu trời cấm kỵ chi dương, một cái thuấn di, hắn đã đến chú Linh Tông, sau 3 giờ, chú Linh Tông đã bắt đầu dọn dẹp, nhất hào và những người khác vẫn đang đợi ở chỗ cũ, lũ nhóc, đi theo bổn trưởng quỷ đến thánh nguyên hoang giới làm loạn nào, Dương Phong xuất hiện và nói lớn, mọi người nghe xong, trong lòng đều vui mừng, mặc dù bọn họ không biết thánh nguyên hoang giới là nơi nào, cũng không muốn biết thánh nguyên hoang giới ở đâu, nhưng bây giờ, bọn họ biết là sẽ đến thánh nguyên hoang giới làm loạn, đến thánh nguyên hoang giới làm loạn là có ý gì, ngoài phá hoại và giết chóc ra, còn có gì đáng để bọn họ làm nữa, có sao, không có, đến thánh nguyên hoang giới, chỉ có một việc để làm, đó chính là giết, Trần Lâm nghe Dương Phong nói vậy, kích động đến mức toàn thân run rẩy trưởng quỷ vậy mà vì báo thù cho hắn muốn tấn công toàn bộ thánh nguyên hoang giới lúc này trong lòng hắn nhiệt huyết sôi trào nhưng nhiều nhất vẫn là cảm động đa tạ trưởng quỷ trần lâm thầm nói trong lòng đi thôi đến thánh nguyên hoang giới làm loạn nào hổ thiên thiên nắm chặt móng vuốt phải xoay xoay vai ra vẻ như muốn là một trận lớn dương trưởng quỷ ta có thể đi theo các ngươi không ngay khi dương phong muốn dẫn nhất hào và những người khác rời đi lăng quân thiên đi đến bên cạnh dương phong vẻ mặt thành khẩn hỏi Trần Lâm thấy Lăng Quân Thiên lúc này lên tiếng, lại nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của hắn, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn biết, trong lòng. Lăng Quân Thiên lúc này có một cổ sát ý đang không ngừng ngưng tụ, nếu không phát tán sát ý này ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện sau này của hắn, rất có thể sẽ xa vào ma đạo, biến thành một ma đầu chỉ biết giết chóc, nghĩ đến đây, Trần Lâm hành lễ nói, trưởng quỷ, vừa rồi quân thiên đã cứu ta, không biết vì sao tu vi lại tăng lên đến võ đế tứ giai, có lẽ là do tu vi tăng mạnh, trong lòng sinh ra sát ý, nếu không phát tán sát ý này ra, ta sợ sau này nó sẽ gặp chuyện không may, ý của Trần. Lâm rất đơn giản, muốn Dương Phong dẫn theo Lăng Quân Thiên, để Lăng Quân Thiên đến Thánh Nguyên Hoang Giới phát tiết sát ý trong lòng, khi Dương Phong nhìn kỹ Lăng Quân Thiên, hắn giật mình, chết tiệt, tên nhóc này thật mạnh, mới mấy ngày, từ võ hòa nhị giai đã nhảy vọt lên võ đế tứ giai, mẹ kiếp, thật là nghịch thiên, Dương Phong thầm chửi rủa trong lòng, tốc độ tăng tu vi này, ngay cả hắn cũng không theo kịp, thiên mệnh chi tử này thật sự quá trâu bò dương phong cũng nhìn ra lăng quân thiên bây giờ cũng đang ở bên bờ vực bùng nổ nếu không giải phóng sát ý trong lòng hắn thiên mệnh chi tử rất có thể sẽ biến thành ma đầu dương phong nghĩ đến đây liền cười nói nếu ngươi muốn đi vậy thì đi theo đi nói xong vung tay lên liền biến mất tại chỗ xuất hiện trước vết nứt không gian dẫn đến thánh nguyên hoang giới đây là vết nứt không gian thông đến thánh nguyên hoang giới mọi người đi theo ta đừng chạy lung tung nếu bị lôi quan trong không gian đánh trúng cũng không cứu được. Các ngươi đâu, Dương Phong nói xong, người đầu tiên bước vào vết nứt không gian, đi đến thánh nguyên hoang giới, mọi người nhìn vết nứt không gian khác thường, lộ ra vẻ mặt hứng thú, nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo Dương Phong vào trong, khi bọn họ ở trong vết nứt không gian, nhìn thấy không gian và lôi quan lóe lên, cuối cùng cũng hiểu được ý của Dương Phong, bọn họ đã đi qua vết nứt không gian này rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nó như thế này. Dù sao bọn họ cũng không biết Giữa một không gian độc lập thông với một không gian độc lập khác, có sự tồn tại của không gian ngăn cách, còn Lăng Quân Thiên sau khi nhìn thấy vết nứt không gian và những thứ bên trong vết nứt không gian, đều vô cùng chấn động, dù sao kiến thức còn ít, nhìn thấy những thứ cao siêu này, chấn động là điều không thể tránh khỏi. Rất nhanh, Dương Phong dẫn mọi người xuyên qua vết nứt không gian, đến Thánh Nguyên Hoang Giới, đây là Thánh Nguyên Hoang Giới sao? Câu nói đầu tiên của mọi người sau khi đến không gian màu đỏ này, hai quật. Các ngươi nhìn phía dưới thứ này là thứ quỷ quái gì vậy? Là máu sao, hổ hoang hoang chỉ vào biển động phải, không có mùi máu tanh, Trần Lâm lắc đầu, chủ nhân, phía dưới là cái gì? Hồng Vân nhìn đại dương đỏ rực sóng cuộn mãnh liệt kia, khó hiểu hỏi, bởi vì có thánh nguyên chi tâm, Dương Phong nhìn hải dương màu đỏ phía dưới, chậm rãi nói, sau khi hệ thống quét hình xong thánh nguyên hoang giới, hắn cũng có hiểu biết nhất định về thánh nguyên hoang giới, hiện tại, bản đồ liên quan tới thánh nguyên hoang giới trong hệ thống đã ghi chép toàn bộ, trong thánh. Nguyên hoang giới này, tổng cộng có 151 tinh cầu có thể tu luyện, hệ thống tu luyện của bọn họ giống hệt phàm huyền hoang giới, thậm chí có một số công pháp đều giống nhau, mà nơi này, chính là một trong những nơi trọng yếu nhất của thánh nguyên hoang giới, cũng là nơi thánh nguyên chi tâm sinh ra, nhưng Dương Phong không phát hiện ra vị trí của thánh nguyên chi tâm trên bản đồ, cũng không cảm nhận được thánh nguyên chi tâm ở nơi nào. Điều này khiến Dương Phong cảm thấy có chút khó giải quyết, chủ. Nhưng, thánh nguyên chi tâm là gì? Hồng Vân tò mò hỏi, thánh nguyên chi tâm này a à, thánh nguyên chuyển sinh đậu này chính là do thánh nguyên chi tâm tạo ra thánh nguyên chuyển sinh đậu này không tầm thường nó chỉ cần phối hợp dương phong giải thích đơn giản một chút vô hạn chuyển sinh thì ra là thế mọi người lúc này mới hiểu vì sao người của thánh nguyên hoang giới lại đến cấm đoạn đại lục sức hấp dẫn này quả thực quá lớn bất kể là ai cũng không thể cưỡng lại được bởi vì dương phong không tìm được thánh nguyên chi tâm hắn liền chuyển ánh mắt sang nơi khác đó chính là thế lực sau lưng tống bình và ứng thiên tuyết vô cực thánh địa lúc này trong nghị sự đại điện của vô cực thánh địa đang có một đám người thần sắc ngưng trọng thảo luận hồn đăng của tống bình và thiên tuyết đã tắt xem ra chúng ta phải lên kế hoạch lại không gian liệt phùng kia ba ngày sau sẽ hoàn toàn khép lại đến lúc đó muốn đi vào là không thể nào thái thượng đại trưởng lão của vô cực thánh địa cao mày chậm rãi nói hắn đối với cái chết của tống bình và ứng thiên tuyết có chút bất ngờ hai không biết vì sao thánh giới tuần sứ lại đến vào lúc này tông chủ cũng rời đi vào lúc này chỉ sợ hiện tại có thế lực khác cầm phá không truy tiến vào thánh nguyên chi dương hiện tại nơi đó không có một bóng người bên trái thái thượng đại trưởng lão thái thượng Nghị trưởng lão có chút buồn rầu nói thánh nguyên chuyển sinh đậu vô cùng quan trọng đặc biệt là đối với vô cực thánh địa bọn họ đã có được thánh nguyên thiên thủy nếu như có thêm thánh nguyên chuyển sinh đậu bọn họ có thể mang hai thứ này đến thánh giới giao thánh nguyên chuyển sinh đậu và thánh nguyên thiên thủy cho thế lực vô cực thánh địa ở thánh giới như vậy vô cực thánh địa sẽ có một vị đại thánh không thể đột phá và sắp sửa vẫn lạc, chuyển thế trùng tu, cho đến nay, thánh giới này chỉ có 18 người sử dụng thánh nguyên chuyển sinh đậu và thánh nguyên thiên thủy, mà trong đó, thế lực của thánh nguyên hoang giới chiếm 6 người. Thánh nguyên chi tâm mỗi 1.000 vạn năm mới có thể sinh ra thánh nguyên chuyển sinh đậu và thánh nguyên thiên thủy, mỗi lần thánh nguyên chuyển sinh đậu và thánh nguyên thiên thủy xuất hiện, thế lực thánh giới sẽ phái một người xuống, thánh giới tuần sứ được phái xuống này không có mục đích nào khác, chính là vì hai thứ này mà đến, Tuy nhiên, chỉ cần nhân lúc thánh giới tuần sứ chưa đến, đưa hai thứ này đến thế lực ở thánh giới là có thể tránh được thánh giới tuần sứ. Không cần lo lắng, hiện tại các thánh địa đều là tình huống này, Thánh Nguyên Chi Dương hiện tại hẳn là không có người, hiện tại cũng không có ai dám ở lại đó, lại có một vị thái thượng trưởng lão của vô cực thánh địa lên tiếng, thánh địa của Thánh Nguyên Hoang Giới này chính là thế lực mạnh nhất của một tinh cầu, trong 151 tinh cầu có thể tu luyện ở Thánh Nguyên Hoang Giới, có tổng cộng 72 thánh địa tu luyện vô cực thánh địa xếp hạng nhất trong 72 thánh địa này, tuy nhiên, có một vài thánh địa có thực lực không kém vô cực. Thánh địa là bao, thậm chí có thể nói là ngang tài ngang sức, cho nên, đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho sau khi vô cực thánh địa có được thánh nguyên thiên thủy, không có thế lực nào khác đến cướp đoạt. Hiện tại việc quan trọng nhất của chúng ta là tìm ra phá không trùy thứ hai ở trong tay ai, thái thượng đại trưởng lão của vô cực thánh địa lại lên tiếng, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía một nam nhân trung niên ở phía dưới, bẩm thái thượng đại trưởng lão chúng ta đã điều. Ra ra, phá không trùy thứ hai này đang ở dư quan thánh địa, theo tin nam nhân trung niên này vội vàng hành lễ bẩm báo, hừ, bọn họ nằm mơ giữa ba ngày, dư quan thánh địa cũng dám vọng tưởng có được thánh nguyên chuyển sinh đậu, hừ, thái thượng đại trưởng lão nghe xong, lộ ra nụ cười khinh thường, tuy rằng thực lực của dư quan thánh địa cũng có thể lọt vào top 10, nhưng so với vô cực thánh địa thì vẫn kém xa, kém rất nhiều, ngay lúc này, một giọng nói vang lên trên bầu trời vô cực thánh. Địa, tất cả nghe cho rõ đây ta muốn vô cực thánh địa máu chảy thành sông gà chó không tha ai là ai lại dám ở vô cực thánh địa của ta nói ra những lời cuồng vọng như vậy các trưởng lão và thái thượng trưởng lão của vô cực thánh địa sau khi nghe thấy lời này đều phẫn nộ tức giận lại có kẻ dám ở trên đầu vô cực thánh địa của bọn họ nói ra những lời ngông cuồng như vậy ngay sau đó chuyện khiến bọn họ kinh hãi đã xảy ra chuyện gì vậy cảnh giới của ta không thể nào cảnh giới của ta sao lại chỉ còn là võ đế là ai người rốt cuộc là ai tất cả mọi người đều hoảng sợ bất an bất cứ ai gặp phải chuyện như vậy cũng không thể bình tĩnh những người này đều là cường giả siêu thần cảnh vậy mà bây giờ tu vi của bọn họ lại không hiểu sao biến thành võ đế và võ hoàng sao bọn họ có thể không hoảng sợ trên bầu trời vô cực thánh địa dương phong chắp tay sau lưng bên trái hắn là nhất hào hồng vân bên phải là trần lâm triệu kính chi lý tú ngưng hổ thiên thiên hổ hoang hoang lăng quân thiên bọn họ nhìn xuống vô cực thánh địa phía dưới trong ánh mắt đều lộ ra sát khí dương phong cảm nhận được thực lực của những người này kẻ yếu nhất cũng là võ hoàng quả nhiên danh bất hư truyền là thánh địa tồn tại mạnh nhất trên tinh cầu này nói đúng hơn là tồn tại mạnh nhất thánh nguyên hoang giới nhưng mà hôm nay vô cực thánh địa nhất định diệt vong dương phong nhẹ nhàng đưa tay xuống phong ấn toàn bộ thực lực của mọi người ở cảnh giới võ đế cao nhất theo cảnh giới của dương phong tăng lên hắn càng hiểu rõ hơn về năng lực vô địch của mình việc phong ấn cảnh giới của người khác đã trở nên dễ như trở bàn tay nhìn xuống hơn triệu người của vô cực thánh địa dương phong lạnh lùng nói bổn trưởng quỷ cho các ngươi nửa canh giờ trong nửa canh giờ này bất kể các ngươi xảy ra chuyện gì bổn trưởng quỷ cũng sẽ không quản nửa canh giờ sau bổn trưởng quỷ sẽ tự mình ra tay các ngươi không có ý kiến gì chứ ý của dương phong rất rõ ràng chỉ cho bọn họ nửa canh giờ để đối phó với người của vô cực thánh địa dương phong không phong ấn toàn bộ tu vi của người vô cực thánh địa như vậy thì quá nhàm chán vừa không đạt được mục đích trút giận cũng không thể có được ý thức chiến đấu và kinh nghiệm với thực lực hiện tại của người vô cực thánh địa ngoại trừ ưu thế về số lượng đã không còn uy hiếp quá lớn đối với nhất hào và những người khác dù sao hiện tại bọn họ đều có thể vượt cấp chiến đấu hơn nữa không chỉ vượt một đại cảnh giới đặc biệt là nhất hào cho dù tiểu bạch có thể đánh bại cường giả võ tôn bán bộ nhưng trước mặt nhất hào tiểu bạch vẫn sẽ bị nhất hào đánh cho gọi cha không còn lời nào khác, tất cả đều hóa thành một chữ, ừm, các ngươi vây quanh nhất hào, để hắn làm tiên phong, vì Tiểu Bạch và Huyền Phi không có ở đây, thiếu mất hai kẻ cuồng bạo, hiện tại chỉ có thể để nhất hào càng thêm cuồng bạo xung phong, những người khác ở phía sau hỗ trợ, vâng, chủ nhân, trưởng quỷ, nhất hào đồng thanh đáp, Dương Phong rất hài lòng, phất tay một cái, nhất hào cùng những người khác liền biến mất tại chỗ, xuất hiện trên bầu trời nghị sự đại điện của vô cực thánh địa, quanh. Nhất hào là người bạo lực nhất, cũng là người đầu tiên ra tay, hắn tung một quyền về phía nghị sự đại điện, chỉ thấy cả tòa đại điện hóa thành bụi phấn, các thái thượng trưởng lão và trưởng lão bên trong bị dư ba của một quyền này của nhất hào đánh cho thất điên bác đảo, một số trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngất xỉu, má, nhất hào đại ca, ngươi ra tay mạnh như vậy làm gì, hổ thiên thiên thấy vậy, có chút sốt ruột, với cách đánh này của nhất hào, người ở đây chẳng phải sẽ bị. Hắn xử lý hết trong nháy mắt sao, vậy mọi người còn chơi cái gì nữa, đừng nói nữa canh giờ chưa tới một khắc đồng hồ vô cực thánh địa này sẽ không còn một ngọn cỏ mọi người dùng đại chiêu đi nếu không thì ngay cả canh cũng không có mà hút hồng vân thấy vậy lập tức muốn thi triển võ kỹ quần công của nàng liệt hỏa ngập trời trong tình huống chỉ cần đánh cho sướng tay này ai mà thèm đánh từng chiêu một với ngươi có thể đánh ngã cả đám ai mà thèm đánh từng người một quanh nhất hào cho dù là tốc độ hay lực lượng đều không ai sánh bằng sau khi thi triển toàn bộ chiến lực toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu tím một quyền đánh xuống mặt đất toàn bộ vô cực thánh địa đều rung chuyển dữ dội tất cả các kiến trúc vào lúc này đều sụp đổ tất cả mọi người đều đứng không vững tâm thần rung rẩy kinh hồn bạc vía, mà tất cả mọi người ở gần nghị sự đại điện của vô cực thánh địa lúc này đều bị đánh bay lên không trung xèo lúc này hồng vân há miệng một ngọn lửa từ miệng nàng phun ra bắn thẳng lên trời a à. a à. không nơi ngọn lửa đi qua những trưởng lão và thái thượng trưởng lão của Vô Cực Thánh Địa này, không chỉ thân thể bị thiêu đốt, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, vang vọng khắp trời đất, bất kể bọn họ dãy dụa thế nào, dùng linh lực dập lửa thế nào, cũng không thể dập tắt được ngọn lửa trên người, ngọn lửa mà Hồng Vân phun ra dường như có linh hồn, không chỉ thiêu đốt ở một chỗ trên cơ thể, mà còn lượn vòng quanh cơ thể của những người này, thiêu đốt linh hồn của bọn họ. A, à, ác ma, các ngươi là ai? Tại sao lại tấn công vô cực thánh địa của ta? A, à, ta chịu không nổi nữa. Ác ma, các ngươi là ác ma, các ngươi sẽ không được. Chết tử tế, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, vang vọng đến tận trời xanh. Dương Phong ở trên cao, lạnh lùng quan sát, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng và chế giễu, mà tất cả những điều này chỉ là mới bắt đầu. Theo sau khi Nhất Hào thi triển toàn bộ sức mạnh, Hồng Vân, Trần Lâm, Triệu Kính Chi, Lý Tú Ngân hổ thiên thiên và hổ hoang hoang ở bên cạnh hỗ trợ người của vô cực thánh địa giống như sâu kiến sinh mạng của bọn họ bị tước đoạt một cách tàn nhẫn bọn họ kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ chửi rủa nguyền rủa bọn họ rất muốn biết những người này là ai tại sao lại tấn công mình nhưng không ai nói cho bọn họ biết bọn họ chỉ có thể kêu thảm thiết rồi chết có người thậm chí còn không kịp kêu thảm thiết đã bị nhất hào đánh thành tro bụi có lẽ đây là cách chết thoải mái nhất đối với bọn họ nếu bị ngọn lửa của hồng vân thiêu đốt đó mới là sống không bằng chết nửa canh giờ trôi qua rất nhanh lúc này hơn nửa vô cực thánh địa đã trở nên hoang tàn máu chảy thành sông thi thể la liệt khắp nơi tất cả các kiến trúc của thánh địa đều sụp đổ dưới những cú đấm của nhất hào không có kiến trúc nào có thể chống đỡ nổi trong nửa canh giờ này vô cực thánh địa không phải là không có người tổ chức phản kháng nhưng dưới nắm đấm sắt của nhất hào ngọn lửa của hồng vân trận pháp của trần lâm bọn họ nhanh chóng tan rã chết hơn phân nữa những người này không phải là không muốn chạy trốn nhưng dương phong có để cho bọn họ chạy sao dương phong đã phong tỏa toàn bộ vô cực thánh địa không ai có thể trốn thoát nửa canh giờ sau tiểu bạch và những người khác trở lại không trung những người sống sót của vô cực thánh địa cho rằng những ác ma này đã rời đi bọn họ đã an toàn bọn họ không cần phải chết nữa nhưng bọn họ đâu biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng mọi người đều đã sảng khoái chứ dương phong nhìn mọi người đều vui vẻ vẻ mặt thỏa mãn liền cười tủng tỉm hỏi trưởng quỷ rất sảng khoái đã lâu rồi không được sảng khoái như vậy so với ở trong bí cảnh ma thú còn sảng khoái hơn nhiều hổ thiên thiên cười hì hì nói nhưng trong lòng hổ thiên thiên vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối đó là tiểu bạch không có ở đây nếu tiểu bạch và huyền phi ở đây vậy thì chiến quả hôm nay sẽ không như vậy chắc chắn có thể tiêu diệt toàn bộ người của vô cực thánh địa trong vòng nửa canh giờ, trưởng quỷ, ta vừa hỏi bọn họ, thánh nguyên thiên thủy ở trên tay thánh chủ của bọn họ, không có ở đây, Trần Lâm nói với Dương Phong. Ha ha, nếu không có ở đây, vậy thì thôi, các ngươi đã đánh đủ rồi, vậy thì để bổn trưởng quỷ đánh cho sướng tay một chút, Dương Phong nói tới đây, chậm rãi vương bàn tay phải thon dài của mình ra, nhắm thẳng vào vô cực thánh địa phía dưới, hủy diệt đây là hai chữ mà trần lâm hổ thiên thiên bọn họ ngày nào cũng nghĩ trong lòng nhưng mà lại khiến bọn họ thất vọng dương phong không hề nói ra hai chữ này tiêu tán từ trong miệng dương phong chậm rãi thốt ra hai chữ mới này người của vô cực thánh địa ở phía sau khi dương phong nói ra hai chữ này đều kinh hãi gào thét lên bởi vì tất cả mọi người từ bàn chân bắt đầu chậm rãi hóa thành bụi trần khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi gào thét bởi vì tốc độ hóa thành bụi trần này rất chậm cũng không hề có cảm giác gì bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn hai chân hai tay bụng lồng ngực của mình chậm rãi biến mất nhìn chính mình chậm rãi chết đi có gì đáng sợ hơn cái chết đó chính là người không muốn chết thần trí hoàn toàn tỉnh táo không có bất kỳ đau đớn nào trơ mắt nhìn mình chậm rãi tiêu tán đây quả thực là sự tra tấn đau khổ nhất hơn nữa trong quá trình này bản thân chẳng làm được gì ngoại trừ gào thét ngoại trừ phát cuồng, ngoại trừ chửi rủa, căn bản là chẳng làm được gì khác, bọn họ muốn tự kết liễu mạng sống của mình, nhưng bọn họ không làm được, thân thể của tất cả mọi người đều không còn chịu sự khống chế của họ nữa, bọn họ. Ngoại trừ miệng và mắt có thể cử động, thì căn bản là không làm được gì khác, a, à, ta không muốn, ta không muốn chết như vậy, van xin ngươi cho ta được chết thống khoái, súc sinh, ngươi sẽ không chết tử tế, trong vô cực thánh địa truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Những tiếng kêu thảm thiết này quanh quẩn trên không trung vô cực thánh địa, Dương Phong mặt không chút thay đổi nhìn những người này chậm rãi hóa thành tro tàn, trong lòng không có một tia gợn sóng nào. Bởi vì đây là cảnh tượng hắn muốn thấy nhất, lúc đầu Dương Phong còn tưởng rằng tâm tính của mình có gì đó thay đổi, sau khi hồi tưởng lại một chút, liền xác định mình đúng là đã thay đổi, loại thay đổi này chính là, hắn đã hoàn toàn đánh mất lòng trắc ẩn của kẻ mạnh đối với kẻ yếu đã mạo phạm mình, trước kia Dương Phong chỉ giết những kẻ mạo phạm mình hoặc là kẻ đứng sau sai khiến, trừ phi là nhiệm vụ hệ thống giao phó, nếu không Dương Phong đều sẽ nương tay, nhưng hiện tại, cho dù hệ thống không có yêu cầu nhiệm vụ, hắn cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc những kẻ mạo phạm mình và thế lực sau lưng chúng, nếu như là làm tổn thương đến người bên cạnh mình, như vậy, sẽ không chỉ đơn giản là nhổ cỏ tận gốc như vậy, 5 phút, tròn 5 phút, tiếng kêu thảm thiết của vô cực thánh địa mới dừng lại, các ngươi có muốn xem pháo hoa không? dương phong lạnh lùng nhìn xuống phía dưới nói với trần lâm đang đứng bên cạnh nuốt nước miếng pháo pháo hoa được chứ được chứ trước kia hổ thiên thiên đã từng nghe dương phong nói lúc tết đến phải bắn pháo hoa dương phong cũng dùng linh lực biểu diễn pháo hoa cho bọn họ xem nhưng bọn họ chưa từng thấy pháo hoa thực sự trông như thế nào hiện tại hắn rốt cuộc có thể được thấy rồi pháo hoa sẽ có hình dạng gì dương phong khóe miệng hơi nhếch lên tay áo phất một cái mọi người biến mất tại chỗ xuất hiện ở ngoài không gian cách hành tinh này mười mấy vạn km, a, à, Dương Trưởng Quỷ, ngài đây là, đây là. Muốn làm gì? Ở đây ngoại trừ Lăng Quân Thiên hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, những người khác đều biết hành tinh là gì, Dương Phong đã từng dẫn bọn họ đến ngoài không gian của Huy Hoàng Đại Lục để bọn họ thấy được mình đang sống trên một hành tinh như thế nào, cho nên khi bọn họ nhìn thấy tình huống này, căn bản là không hề kinh ngạc, mà điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là bọn họ đã đoán được Dương Phong nói pháo hoa là có ý gì, ha ha, không tệ. Dương Phong lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nếu như ta bị một con kiến khiêu khích, ta chỉ cần bóp chết con kiến đó là được, nhưng, nếu con kiến này dám mạo phạm ta, ta sẽ sang bằng tổ kiến đó, cuối cùng, nếu con kiến này dám làm hại đến người bên cạnh ta, vậy thì xin lỗi, ta sẽ diệt sạch lũ kiến trong khu vực này, Dương Phong chậm rãi giơ tay phải lên, duỗi ngón rõ ra, Dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm về phía một hành tinh màu xanh lục phía trước, tầm. Hành tinh của vô cực thánh địa này, giống như một quả pháo hoa khổng lồ nổ tung, năng lượng khổng lồ bắn ra tứ phía, ngón tay dương phong lại điểm một cái, những năng lượng bắn ra tứ phía này, giống như bị giam cầm lại, chỉ lưu chuyển trong một phạm vi nhất định, mà tại trung tâm vụ nổ, xuất hiện một hố đen, một hố đen thông vệ tất cả năng lượng, dương phong điểm ngón tay lần thứ ba, hố đen khổng lồ kia lập tức biến lớn thôn vệ toàn bộ năng lượng. Sau khi thôn vệ xong, hố đen chậm rãi thu nhỏ. Lại chậm rãi thu nhỏ lại cho đến khi biến mất, mà một hành tinh màu xanh lục ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một viên châu lớn cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, mà viên châu này chính là kết tinh sau khi không ngừng nén năng lượng vụ nổ của hành tinh. Dương Phong vẫy tay một cái, liền lấy viên châu này vào tay, nhìn viên châu trong tay lớn như quả cầu thủy tinh, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim dương phong đặt trong tay cân nhắc một chút nặng rất nặng may mà hắn hiện tại đang ở trạng thái vô địch nếu không thì cho dù là một siêu thần cũng không thể nào cầm nổi viên cầu nhỏ này dù sao đây cũng là thứ nặng tới mấy ngàn triệu cân trừ phi là tiên nhân chân chính nếu không thật sự không thể nào nghịch viên cầu nhỏ này như đồ chơi được dương phong cất viên châu vào không gian hệ thống nhìn sang hai bên trái phải lúc này trần lâm triệu kính chi hổ thiên thiên bọn họ vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn hư không đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Trên một hành tinh khác của Thánh, Nguyên Hoang Giới, nơi này là đại bản doanh của Bách Luyện Thánh Địa, Thánh Địa xếp hạng thứ ba ở Thánh Nguyên Hoang Giới, tuần sứ từ Thánh Giới xuống, chính là ở chỗ này mà tất cả tông chủ của 72 Thánh Địa đều tập trung ở đây, tư không tông chủ, nghe nói Thánh Nguyên Thiên Thủy đang ở trong tay ngươi, có phải không? Một người đàn ông trung niên cao lớn, nhìn tư không vô ý, tông chủ của vô cực thánh địa thản nhiên nói người đàn ông cao lớn này chính là tuần sứ thánh giới từ thánh giới xuống mục đích chủ yếu khi đến đây chính là thánh nguyên chuyển sinh đậu và thánh nguyên thiên thủy sắc mặt tư không vô ý rất đen đen như than hắn vạn lần không ngờ rằng tuần sứ thánh giới lại đến nhanh như vậy hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài thời gian kéo được bao lâu hay bấy lâu ít nhất phải kéo đến khi ứng thiên tuyết bọn họ trở về nếu như bọn họ có lấy được thánh nguyên chuyển sinh đậu vậy thì hắn sẽ lập tức phi thăng thánh giới đem hai thứ này giao cho vô cực thánh địa ở thánh giới bẩm tuần sứ thánh nguyên thiên thủy hiện đang ở thánh địa không có ở trong tay ta thật ngại quá trên mặt tư không vô ý lộ ra vẻ bất đắc dĩ dường như đã hạ quyết tâm điều gì đó nhưng mà tất cả mọi người đều là cáo già ngàn năm rùa đen vạn năm ai mà chẳng nhìn ra được đây là vẻ mặt thoái thác ha ha ta nghe nói tư không tông chủ ngươi đã phái người đi truy đuổi thánh nguyên chuyển sinh đậu không biết tình hình thế nào rồi tuần sứ thánh giới cũng không vạch trần lời nói dối của tư không vô ý mà tiếp tục hỏi tư không vô ý biết chuyện mình phái người đi truy tung thánh nguyên chuyển sinh đậu không thể giấu được người khác dù sao sau khi sử dụng phá không chù y vết nứt không gian sẽ để lộ ra manh mối mà toàn bộ thánh nguyên hoang giới cũng chỉ có ba cây phá không chù y cho nên mọi người rất dễ dàng suy đoán ra được rốt cuộc là ai đã sử dụng phá không chùa y ngay lúc tư không vô ý định nói gì đó trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu cổ họng ngọt ngào lại phun ra một nguồn máu tươi mà ngay lúc này một trận rung chuyển dữ dội vang lên toàn bộ mặt đất đều rung chuyển tất cả mọi người đều lắc mình một cái đồng loạt đi ra ngoài bọn họ ngẩng đầu nhìn về một hướng đó chính là hướng của hành tinh vô cực thánh địa mà động tĩnh vừa rồi chính là năng lượng sinh ra do vụ nổ hành tinh nhưng rất nhanh động tĩnh này liền biến mất không thấy tâm hơi, thế nhưng, mọi người cũng đều biết vô cực thánh địa đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là một chuyện lớn, tư mã tông chủ, xem. Tình hình này, động tĩnh vừa rồi chắc hẳn là vô cực thánh địa đã xảy ra chuyện lớn gì đó rồi, nhưng mà, vô cực thánh địa lại có thể xảy ra chuyện gì chứ, không biết, nhưng mà, chúng ta qua đó xem thử, các vị tông chủ của 71 thánh địa khác đều nhìn vào hư không, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Vô Cực Thánh Địa chính là thế lực mạnh nhất trong số 72 thánh địa của bọn họ, ở trong một số thánh địa khác cũng có rất nhiều người phụ thuộc vào Vô Cực Thánh Địa. Nếu như hiện tại Vô Cực Thánh Địa xảy ra chuyện gì, lớn, vậy thì dưới tình huống cùng vinh cùng nhục, bọn họ cũng sẽ không sống yên ổn, dù sao thì giữa 72 thánh địa cũng không phải là tồn tại hòa thuận, giữa bọn họ cũng là đấu đá lẫn nhau, hận không thể diệt trừ lẫn nhau, nếu như Vô Cực Thánh Địa là do vấn đề của bản thân xảy ra tổn thất không thể nào cứu vãn được thì rất nhiều người đều sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy điều đó nhưng nếu như là do thế lực bên ngoài tấn công vậy thì cho dù là thế lực đối địch với vô cực thánh đế cũng sẽ không vui vẻ khi nhìn thấy điều này dù sao thì tất cả mọi người đều là thế lực của thánh nguyên hoang giới nếu như là thế lực bên ngoài thì chắc chắn là thế lực từ không gian khác đến nếu vậy mọi người phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài đi đi xem thử được đi vô cực thánh địa, đi. Mọi người nhao nhao muốn xé rách không gian, đi đến vô cực thánh địa xem xét tình hình, đối với những cường giả siêu thần trong không gian này, có thể dễ dàng xé rách không gian, nếu là không gian khác, bọn họ cũng khó có thể làm được, không cần đi nữa, vô cực thánh địa đã không còn, không chỉ vô cực thánh địa không còn, mà toàn bộ hành tinh cũng không còn nữa, tuần sứ thánh giới vẻ mặt khó coi nhìn chầm chầm vào hư không. Ở chỗ này có thể nhìn thấy hành tinh nơi vô cực thánh địa tọa lạc, nhưng mà hiện tại hắn đã không thể cảm ứng được sự tồn tại của hành tinh đó nữa, điều này có nghĩa là hành tinh đó đã không còn tồn tại, biến mất khỏi thánh nguyên hoang giới, làm sao có thể, toàn bộ hành tinh vậy mà không còn nữa, vậy thì động tĩnh vừa rồi là, chuyện này là thế nào, là ai làm? Ai lại có năng lực làm ra loại chuyện này, các vị tông chủ của 71 thánh địa bắt đầu hoảng loạn hành tinh của vô cực thánh địa không còn nữa là do nguyên nhân gì tạo thành do con người nếu như là do con người vậy thì có nghĩa là hành tinh nơi thế lực của bọn họ tọa lạc cũng có thể gặp phải tình huống tương tự vậy nếu không phải do con người lại sẽ là gì mà ngay tại thời khắc này lại một trận đất trung núi chuyển nhưng rất nhanh lại bình ổn trở lại tất cả mọi người đều biến sắc đưa mắt nhìn về một nơi khác ban đầu ở nơi đó có một hành tinh tồn tại nhưng hiện tại hành tinh đó cũng đã biến mất. Ngay lúc này, một giọng nói khó tin vang lên, không thể nào, sao có thể như vậy được, mãn sơn thánh địa sao có thể biến mất được, không thể nào. Tông chủ của mãn sơn thánh địa cũng phun ra một nguồn máu tươi, cả người tiều tụy nhìn vào hư. Không, mà trên vùng hư không đó, Dương Phong dẫn mọi người, nhìn một hành tinh khác nở rộ pháo hoa thắng lợi, lần này mọi người đã miễn dịch hơn rất nhiều, không còn bị chấn động như lần đầu tiên nhìn thấy nữa dương trưởng quỷ, thứ trong tay ngài là gì vậy? Hổ thiên thiên nhìn viên cầu nhỏ trong tay dương phong, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, tò mò hỏi, lúc dương phong tiêu diệt hành tinh của vô cực thánh địa, tất cả mọi người đều đang chìm trong sự kinh hãi cho nên không nhìn thấy dương phong thu viên châu, nếu không thì bọn họ đã hỏi ngay lúc đó rồi, ha ha, viên châu này, là kết tinh sau khi nén năng lượng vụ nổ của hành tinh vừa rồi, ta gọi nó là tinh thạch, đừng thấy nó chỉ nhỏ như vậy, thật ra nó rất nặng, phải đến mấy trăm triệu ức cân đấy. Dương Phong cười giải thích, hắn sợ mọi người không biết triệu là gì, nên nói thành ức ức, a à, mấy, mấy trăm triệu ức cân, mọi người nghe thấy mấy trăm triệu ức cân, đều há hốc mồm kinh ngạc, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu, hai mắt nhìn chầm chầm vào tinh thạch trong tay Dương Phong, bọn họ hiện tại vẫn đang tính toán mấy trăm triệu ức cân là bao nhiêu cân, bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc với trọng lượng này, ha ha, từng cái từng cái pháo hoa nở rộ nhìn chán rồi chứ. Vậy nhiều pháo hoa cùng nở rộ sẽ tạo ra hiệu ứng gì nhỉ? Dương Phong hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, đưa tay ra nhẹ nhàng bóp một cái, phía trước có sáu luồng sáng chói mắt lóe lên, lúc này phía trước lại có sáu hành tinh bị Dương Phong bóp nát, nhưng Dương Phong dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại tùy tiện bóp thêm vài cái trên không trung, lại có thêm mấy chục hành tinh bị bóp nát, ngay sau đó, trên người Dương Phong liền có thêm bảy tám chục viên tinh thạch, ồ, thì ra ngươi trốn ở đây. Dương Phong tiến vào hệ thống xem bản đồ, xem thánh nguyên hoang giới này còn bao nhiêu hành tinh có người sinh sống khi hắn nhìn thấy một hành tinh lấp lánh cách mình không xa hắn liền cười cho đến hiện tại nhiệm vụ tiêu diệt thế lực sau lưng của kẻ đã làm hại trần lâm của hắn vẫn chưa hoàn thành cho dù hắn đã diệt hạ xuống hành tinh của vô cực thánh địa hệ thống vẫn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành vậy thì có nghĩa là vô cực thánh địa kẻ chủ mưu vẫn chưa chết lúc này khi hắn nhìn thấy hành tinh lấp lánh này kẻ chủ mưu của nhiệm vụ này chính là đang ở trên hành tinh này mà kẻ chủ mưu này là ai dương phong không cần nghĩ cũng biết nhất định là tên tông chủ vô cực thánh địa mang theo thánh nguyên thiên thủy kia dương phong phóng to bản đồ rất nhanh đã tìm được vị trí của vô cực thánh địa tông chủ tư không vô ý tìm được rồi vậy thì dễ rồi dương phong mang theo mọi người thuấn di đến phía trên bách luyện thánh địa lúc này các tông chủ của 72 thánh địa và tuần sứ thánh giới ở phía trên đều phát hiện ra sự xuất hiện của dương phong lúc này tông chủ bách luyện thánh địa bách luyện tiên tử liền lắc mình một cái đến trước mặt dương phong nàng nhìn đoàn người dương phong nhíu mày nàng không để ai ngoài dương phong vào mắt trong mắt bách luyện tiên tử trần lâm bọn họ đều là sâu kiến mà dương phong thì không giống vậy bởi vì nàng không nhìn thấu cảnh giới thực lực của dương phong lấy cảnh giới siêu thần của mình mà lại không nhìn thấu đối phương thì có chút khủng bố rồi ngươi là ai vì sao lại đến bách luyện thánh địa của ta bách luyện tiên tử nhíu chặt lông mày ngữ khí có chút nghiêm túc nếu như nàng có thể nhìn thấu tu vi của dương phong đã sớm một chưởng giết chết hắn rồi Dương Phong liếc nhìn bách luyện tiên tử, hắn không có thời gian nói nhảm với ả đàn bà này, hắn đến đây rất đơn giản, trực tiếp giết chết tông chủ vô cực thánh địa, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lấy đi thánh nguyên thiên thủy của hắn. Làm gì có thời gian nói nhảm với người khác, hỗn đảng, ngươi muốn. Chết, bách luyện tiên tử nghe Dương Phong nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi trận lôi đình, nàng là bách luyện tiên tử, đường đường là tông chủ bách luyện thánh địa, từ khi nào có người dám nói với nàng chữ này, ngay cả tuần sứ từ thánh giới xuống, cũng không dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nàng. Ngươi tính là cái thá gì? Bách luyện tiên tử càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy bị sỉ nhục, định động thủ giết chết đám người đột nhiên xuất hiện này, mẹ kiếp, bổn trưởng quỷ nể mặt. Ngươi lắm rồi đấy. Bảo ngươi cút mà ngươi còn đứng ở đây, ngươi là cái cọc cổ à, Dương Phong thấy ả đàn bà này còn đứng ở đây, liền không vui, các ngươi ai là tư không vô ý, ra đây nhận lấy cái chết, Dương Phong không để ý đến sắc mặt trở nên xanh mét, nắm đấm siết chặt của bách luyện tiên tử, nhìn xuống phía dưới nói hắn không có tâm tư nhìn từng người một để tìm tư không vô ý hơn nữa hắn nói như vậy tư không vô ý chắc chắn sẽ ra mặt mà lúc này tư không vô ý đang được người đỡ cả người đang ở trạng thái thất thần căn bản không biết chuyện gì xảy ra cũng không đi ra tuy nhiên những tông chủ thánh địa khác đều đưa mắt nhìn về phía hắn tư không tông chủ có người tìm ngươi người bên cạnh đỡ tư không vô ý nói với hắn lúc này tư không vô ý cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trạng thái thất thần đó mà khi hắn tỉnh táo lại hai mắt lập tức đỏ như máu khí thế trên người cũng bùng nổ vị tông chủ thánh địa đỡ hắn đột nhiên bị khí thế bộc phát từ người tư không vô ý đánh bay ra ngoài là ai là ai đã diệt vô cực thánh địa tư không vô ý có chút phát cuồng hắn đưa mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tuần sứ thánh giới có phải ngươi không chuyện này có phải ngươi làm không tư không vô ý nhìn chằm chằm tuần sứ thánh giới hắn thấy người có thể diệt thánh địa của mình ở Thánh Nguyên Hoang Giới trừ Thiên Đạo ra, chính là tuần sứ từ thánh giới xuống, hơn nữa, mục đích tuần sứ này xuống chính là vì Thánh Nguyên chuyển sinh đậu và Thánh Nguyên Thiên Thủy, hiện tại Thánh Nguyên Thiên Thủy đang ở trong tay hắn, hắn có lý do để hoài nghi thánh địa của mình bị diệt là do tuần sứ thánh giới làm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.